Sáng ngày 5 tháng 9, trường tiểu học Trưng Vương long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 và đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự chúc mừng. Trong năm học vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Trưng Vương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm chú trọng, nhà trường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường tiểu học của thành phố. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Trương Vương đón 177 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 937 em. Trong năm học mới, phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm giáo dục tri thức song song với giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh.